Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là thứ tư bên Mỹ rồi, mà là có nghĩa rằng là bên Việt Nam là tối thứ tư. Rồi thì mình xin chúc cho cả nhà mình bên Việt Nam cũng như là bên Mỹ nha, buổi sáng tốt lành, và bên Việt Nam thì buổi tối chúc các bạn sau khi coi livestream của Tony Phạm xong thì ngủ ngon nha. Hôm nay thì Tony Phạm chia sẻ cho các bạn nói chung là nhiều tin quá nha cô chú anh chị, nhiều tin quá. Thì những tin nào mà nó hay á thì cô chú anh chị ủng hộ Tony Phạm, còn không hay thì không ủng hộ nha cô chú anh chị. Rồi, em thấy là âm thanh ok, là anh Sơn Trần cho em số 1 là ok rồi đúng không? Rồi cô chú anh chị thấy là chỉ còn có là bao nhiêu ngày nữa, còn có khoảng chừng 2 tháng 2 tháng 10 ngày nữa nha, 2 tháng 11 12 ngày nữa là sẽ tới Tết. Và cô chú anh chị thấy là hiện tại bây giờ sau mùa Covid-19 đó, đúng không cô chú anh chị, thì kinh tế đi xuống. Kinh tế không phải chỉ ở Việt Nam mà tất cả những nơi trên thế giới đều kinh tế đi xuống hết. Thì kinh tế đi xuống thì làm sao hả cô chú anh chị? Người mất việc thì bây giờ phải đi kiếm ăn, nhiều khi phải đi là làm tầm bậy tầm bạ, giả người này giả người kia, để chủ yếu là chi? Để nhận tiền của người nước ngoài. Có những câu chuyện mà trên mạng xã hội cô chú anh chị thấy là lừa đảo lẫn nhau rất là nhiều, lợi dụng vào một cái vấn đề nào đó, một cái trend nào đó để là lừa mọi người. Mà điển hình nhất đó trong vụ là Tịnh Thất Bồng Lai và vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Có rất nhiều người lợi dụng vào cái trend này để chủ yếu là chi? Để lừa tiền. Mà trong thời buổi kinh tế khó khăn này thì người ta lừa rất là nhiều. Nha cô chú chị. Và hôm nay có một cái bài báo này cũng là cảnh báo cho mọi người. Anh Sơn Trần, anh Duy Trần này, cẩn thận nhá. Nha, cái vấn đề này cẩn thận đấy. Này, đừng có thấy người ta đẹp, người nghe người ta giọng nói đó ha, rồi là sao thích quá hình ảnh chị Hạnh Tuyết Trinh này, nhớ nhá, vấn đề này đó là thật sự là phải cần biết này nha. Tại vì bây giờ là trên Facebook, trên YouTube nhiều người người ta không đưa mặt ra, nhưng mà nghe cái giọng đó trong trẻo quá, thích quá, thế là sao bạn, là mê mê giọng nói. Nhưng thực chất ra hiện tại bây giờ là người ta sử dụng bằng công nghệ cao, người ta có thể là từ một bà 60 tuổi, 70 tuổi sẽ trở thành một người sao giọng nói rất là ngon lành cành đào, đi vào lòng đất, đi vào lòng người, thế là chết bố rồi. Thế là sao bợ mê. Và hôm nay có một bài viết thế này này, cảnh báo cho anh Duy Trần, anh Sơn Trần nha, đây là em nói vui thôi. Nhớ nha. Mong cưới được cô gái xinh trên Facebook, nam trung niên bị mẹ ba con lừa 1 tỷ. Mai là má, một mẹ ba con lừa 1 tỷ nha cô chú anh chị, rất là kinh khủng luôn. Bởi vậy ở đây thời buổi bây giờ sử dụng không gian mạng đúng không, rồi là lập Facebook mà Facebook giả, rồi thậm chí là YouTube giả luôn, lập ra không đưa mặt mình ra, thế là sao bạn, là có gì nói ngon lành cành đào nhưng mà sau đó là mất Facebook mất YouTube, thế là không biết đó người đó là ai, kinh không. Đây, nhìn hình ảnh trên trang cá nhân là cô gái xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định, nam trung niên không chỉ dành tình cảm mà còn sẵn lòng chuyển tiền cho người tình trong mộng để chuẩn bị đám cưới. Ghê không? Ngày 27 tháng 11, tòa án nhân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo phó gì đây, tên kỳ vậy ta, bị cáo Phó Thị Thúy Hà. Má má, tôi thấy bây giờ nhiều nhiều cái họ buồn cười nhỉ. Này, Phó Thị Thúy Hà, bây giờ tôi mới phát hiện ra là có họ họ Phó luôn đấy. Ô hay nhỉ. Sinh năm 1987 ở Cao Ngạn, tỉnh thành phố Thái Nguyên, mức án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy là họ Phó. Vậy là ở trên Thái Nguyên. Vậy là đây là vùng cao, là người dân tộc nào nên có họ Phó. Chứ thật sự ra người Kinh á thì hình như là không có họ Phó đúng không cả nhà. Hình như là chỉ có họ Phạm, họ Văn, họ cái gì dần thôi, họ Phó hơi kỳ ha. Trước đó vào năm 2016, Hà đến ngân hàng MB chi nhánh Thái Nguyên để làm thủ tục vay vốn và được nhân viên ngân hàng là chị N hỗ trợ làm thủ tục. Sau đó Hà kết bạn Facebook với chị N để trao đổi thông tin. Khoảng đầu năm 2019, Hà tạo lập tài khoản Facebook và Zalo Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai. Do thấy chị N có ngoại hình xinh đẹp nên Hà đã lấy ảnh thông tin bài viết từ Facebook của chị N để trên trang Facebook cá nhân mang tên là Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai. Lấy hình ảnh của người ta chơi của mình luôn, kinh không nha. Nhớ này nha, những ông bà nào đó coi chừng nha, anh Duy Trần ơi nha,
đó bị lừa này. Mục đích của Hà nhằm kết bạn với nhiều người trên mạng xã hội. Cũng trong năm 2019, anh B ở Hà Nội kết bạn Facebook với tài khoản Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai. Quá trình nói chuyện, Hà tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng MBank tại Hà Nội, thấy trên tài khoản Facebook toàn ảnh cô gái có ngoại hình đẹp, nghề nghiệp ổn định và chưa kết hôn như giới thiệu trên trang cá nhân, nên sau đó anh B đã nuôi ảo mộng rồi nảy sinh cảm tình và thường xuyên chia sẻ tình cảm với Hà. Tháng 2 năm 2020, Hà ly thân chồng cũ và chuyển vào Bình Dương. Bình Dương nha. Đấy, lại có Lý Giang tới là Bình Dương đây, chết rồi. Chung sống như vợ chồng với một người đàn ông khác trong thời gian này, người phụ nữ có hai con vẫn thường xuyên liên lạc nhắn tin với anh B. Tháng 2 năm 2021, Hà sinh thêm con thứ ba với người chồng hờ. Thời gian đó do thiếu tiền chi tiêu nên Hà nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của anh B. Ghê không? Để đưa anh B sập bẫy, Hà thổ lộ rằng mình có tình cảm và xác định sẽ kết hôn với anh B. Vì anh B có tình cảm với cô gái xinh đẹp trên Facebook nên anh đồng ý sẽ tiến tới hôn nhân với bị cáo. Ghê quá, chết rồi, đó ông mê. Rồi tiếp tục rồi. Sao cái này quảng cáo hoài rồi? Chán cái quảng cáo này ghê, tôi bấm qua không được ta. Bỏ cái bấm qua không được, nó cứ chặn ngay cái quảng cáo bự quá. Đây, xuống rồi. Khi thấy anh B tin tưởng, Hà đưa ra nhiều lý do không đúng sự thật và việc nếu Hà và anh B kết hôn sẽ được bố mẹ Hà cho một căn nhà ở Hà Nội để hai vợ chồng sinh sống. Hà nói cần anh B chuyển tiền để sửa nhà, mua váy cưới, mua đồ chuẩn bị đám cưới viên mãn. Má ơi kinh quá. Tin tưởng thông tin Hà đưa ra là sự thật và mong muốn có một đám cưới hạnh phúc từ tháng 11 năm 2021 tới tháng 4 năm 2022. Anh B đã chuyển khoản cho người tình trong mộng 903 triệu đồng dù chưa từng gặp người phụ nữ này ngoài đời thực. Má sao mà sao ngu dữ trời nha. Tôi nói thật nha, ông B này nha. Bây giờ ông có buồn tôi cũng chịu nó. Ông ngu vừa vừa thôi nha. Để chút xíu tôi sẽ đọc xong tôi sẽ bình luận cho cô chú anh chị nha. Sau khi nhận được tiền anh B gửi, Hà tiếp tục đưa ra các lý do để yêu cầu anh B chuyển tiền tiếp. Khi anh B muốn gặp trực tiếp Hà hoặc gọi điện thoại có hình ảnh video trực tiếp thì người phụ nữ này đưa ra nhiều lý do như là đang bị COVID-19, đang bận công việc, đang nằm viện để chối không gặp. Sau đó, Hà tiếp tục lập tài khoản Facebook mang tên Hà Diễm để kết bạn với anh B, tự giới thiệu là chị gái nuôi của Mai, tức Hà. Người chị gái nuôi này tiếp tục nhắn tin nói chuyện và yêu cầu anh B chuyển tiền vào tài khoản nhưng anh B không đồng ý mà nhất định gọi đòi gặp mặt. Đến tháng 5 năm 2022, anh B tìm được Facebook của chị N với hình ảnh giống hệt trên tài khoản Nguyễn Hoàng Quỳnh Mai của Hà. Được chị N cho hay tài khoản này lấy hình ảnh của chị để giả mạo. Lúc này anh B mới biết ngã ngửa khi biết mình bị lừa nên đã trình báo công an. Quá trình giải quyết vụ án, nam thanh niên nhiều lần đề nghị bị cáo trả tiền nhưng người phụ nữ này không có khả năng khắc phục. Theo lời khai của Hà, bị cáo đã dùng tiền chiếm đoạt được chi tiêu cá nhân hết. Hết bài báo. Và bây giờ tới Tony Phạm, tôi nói cho cô chú anh chị này này, cái chuyện mà hack cái Facebook của người ta nha, rồi sau đó đó là kết bạn với người này, kết bạn với người kia, mục đích là chỉ các bạn để dụ mấy ông là ham ham gái đẹp. Tony Phạm bị nhiều rồi ha, nhưng mà khi đó ở đây là Tony Phạm chỉ cho cách, không biết anh Duy Trần, anh Sơn Trần hoặc là một số cô chú anh chị, hoặc cô thì không có đâu, anh chị, anh thôi chứ không phải chị nữa. Nếu như cô chú anh chị xác nhận được cái Facebook đó là thật hay giả, cách duy nhất là vào trong Facebook đó, sau đó là sao, sau đó đó coi những hình ảnh người ta đăng đó, những bài gần nhất, thử coi có bao nhiêu lượt like, có bao nhiêu người kết bạn. Cái đó là điểm đầu tiên để cô chú anh chị xác nhận được một người có nên kết bạn hay không, có nên qua lại nhắn tin với nhau hay không. Đó là lần đầu tiên khi cô chú anh chị thấy kết bạn với ai, nhắn tin cho cô chú anh chị đúng không, hai anh Tony khỏe không, Tony bị phạm nhiều lắm rồi, rất là nhiều. Nhưng mà khi mình vào trong Facebook của người ta nhìn rồi thôi, ông trời, không có like, không có like có nghĩa là không có sự tương tác, nó chỉ là 4-5 cái like thôi, đó là người ta hack Facebook hoặc là Facebook giả. Thứ hai nữa, cô chú anh chị nếu như quen người nào gọi điện FaceTime là điều cốt lõi nhất, gọi điện FaceTime để xác nhận. Chứ nhiều khi mình nghe qua điện thoại người ta giả giọng cũng giống như một anh phóng viên kia,
Anh ta cũng thấy là một cái cô đó, đúng không, là con cháu của ông Tăng Minh Phụng, là coi như là người ở hải ngoại, người Úc. Sau đó thì sao hả cô chú anh chị? Nghe giọng coi như là chết đắm đuối. Tôi nghe tôi còn mê nữa mà. Anh Tony, nghe là đắm đuối liền, mê liền, đúng không? Hèn chi là anh này coi như là đang độc thân nữa, mà là phóng viên nữa, có muốn đi xuất ngoại, hải ngoại mà, khoái quá. Nghe coi như là đi vào lòng đất liền. Anh Tony, anh ơi, đúng không? Honey, ôi dồi ôi, chết liền. Nhưng mà khi gọi phê tham, Tôn Phạm gọi cho cái cô đó, rồi nói thẳng luôn là cô Channel Mi đó, không cho gặp mặt, không cho gặp mặt, là tôi biết rồi, không tin tưởng. Chỉ cần một người mà khi mình gọi không cho thấy mặt là tôi thấy là không có tin tưởng người đó rồi. Nhưng cô chú anh chị, nhưng mà nực cười là anh này vẫn mê, vẫn cứ hơn nỉ và có nhiều là tâm sự cái gì kể bố nó hết, kể cho người ta hết. Đó là một cái kinh nghiệm cho cô chú anh chị thấy được rằng đừng bao giờ tin trên mạng xã hội, mà mạng là mạng ảo, mà cái cốt lõi nhất đừng bao giờ mất tiền oan. Cái cốt lõi nhất là Tôn Phạm muốn chia sẻ cho mọi người là đừng bao giờ, đừng để bị lừa. Và có anh này gọi điện quen 2 năm 3 năm trời, mất cả tỷ đồng mà chưa một lần là thấy mặt người ta. Má là má, ông bị khùng hả? Ông bị khùng à? Ông mất tiền đấy. Nhưng mà tôi cũng phải chửi ông một câu là ông khùng và ông ngu vừa vừa thôi. Khi mình thương người nào, ít nhất chúng ta gọi phê tham, thời buổi bây giờ mà phê tham nhìn coi đúng không, mà phê tham cô chú anh chị cũng để ý nha, phê tham là hình ảnh rõ nét đàng hoàng, chứ bây giờ đó phê tham á nhiều khi nha cũng bị lừa. Nên cái cốt lõi nhất phê tham là phải thấy hình ảnh đó, phải coi cử chỉ hình ảnh đó phải rõ nét, còn nếu như mờ mờ đó là coi chừng đấy, bị lừa 1 tỷ đồng, gần 1 tỷ đồng, hơn 2 năm trời mà chưa bao giờ thấy mặt. Tôi thấy ông cũng ngu vừa vừa thôi ông ạ. Ông mất tiền cũng đáng, mê hình ảnh đẹp. Tôi bị có rất nhiều Facebook cô chú anh chị, đúng không, kết bạn Tony Phạm, đúng không, hello anh Tony Phạm, anh khỏe không, lúc này anh còn làm công việc đó không, bắt đầu tôi click vô trong cái tin nhắn đó, đúng không, tôi vô trang Facebook đó, hình ảnh rất là đẹp, rất là mượt mà, mặc bikini coi như đi nơi này nơi kia, nhưng mà không có like, có nó chỉ có 5 7 cái like thôi à, không có. Nên là mình biết đó là kinh nghiệm nhá, anh Dương Lê Phạm nhớ nhá, anh Duy Trần, anh Sơn Trần này nha, còn Lisa Nguyễn tôi không nói, đó là phụ nữ khác, cháu Thủy Tiên đấy nhá, nhớ nhá, kết bạn trên Facebook và cảnh báo cho mọi người luôn, Tôn Lê Phạm có đụng chạm ai, Tôn Lê Phạm không không có khe, cho dù người đó là cùng quan điểm, là từng nói chuyện với Tôn Lê Phạm, nhưng một khi mà Tôn Lê Phạm thấy, khi mà nói chuyện với Tôn Phạm không phê tham, không cho thấy mặt, chỉ nghe giọng nói thôi là tôi không tin tưởng, tôi chỉ tin tưởng là 50% thôi. Cháu Tôn Đi Phạm, à xin lỗi, cháu Thủy Tiên, hãy cẩn thận. Chú không muốn là đi sâu vào vấn đề đó. Nhưng những người ở Việt Nam, người ta nhận tiền từ người nước ngoài, các kênh YouTube nên ủng hộ Nguyễn Hồng Sơn, Thanh Trần, nhận tiền của người nước ngoài, và những kênh YouTube đó là những người như thế nào. Mình không phải khinh dễ những người là bán vé số, nhưng những người đó hầu như là hình như là kinh tế không có vững vàng, kinh tế khó khăn, dựa vào Thiền Am, dựa vào chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng để lên chửi bóc phốt người này bóc phốt người kia, chửi không biết đúng sai, chửi để mục đích là cái gì hả cô chú anh chị? Nhận tiền của người nước ngoài, thậm chí là người nước trong luôn. Nhưng những người cho tiền cô chú anh chị, cô chú anh chị có biết mặt người ta không? Tôi hỏi thật đó. Cô chú anh chị nhận tiền từ người nước ngoài, cô chú anh chị đã một lần thấy mặt người ta chưa? Trong trong luồng like của Tony Phạm này mình không tiện nói tên ra, nhưng cô chú anh chị thử coi, cô chú anh chị nhận tiền của những người đó đã một lần
cô chú chị thì nó lắp vô rồi, cô chú anh chị thấy hình, hình thì thấy rồi đấy, nhưng mà thấy mặt người ta chưa, face time chưa? Hỏi thật, ngoài trừ anh Dũng nhận tiền đưa về cho anh Hồng Sơn, cho Thanh Trần và một số kênh YouTube khác, còn những cái nguồn tiền khác, cô chú anh chị, những người nhận tiền đó, các bạn đã một lần thấy mặt người ta chưa? Tony Phạm đây, ở bên Mỹ này cũng chưa một lần thấy, chưa một lần thấy. Mình cũng nhận tiền của những người ở hải ngoại này, nhưng mà vì lý do lịch sự mình không có thể nào đó ở cho phê tham. Nhưng những người hiện tại bây giờ nổi cộm trên mạng xã hội đó, mình không nhắc tên nhá, nhưng cô chú anh chị cũng thừa hiểu là ai rồi. Tôi Phạm gọi điện cho anh qua mặt em được không? No. Lý do hả? Lý do đơn giản thôi, một là sao hả cô chú anh chị, một là lớn tuổi quá, một là lớn tuổi quá, giả giọng là ngon lành cành đào để đi lừa. Cái này không phải lừa mà mất tiền, cũng có thể là lừa tình nha, cũng có thể là làm một cái chuyện gì đó để muốn nổi tiếng. Không bao giờ cho mặt, không bao giờ thấy mặt, quen 4 năm rồi Tôn Phạm chưa bao giờ thấy mặt. Cái này mình nói thật lòng nhá, ai buồn chịu. Và những người mà chưa bao giờ từng thấy mặt á nha, tôi nên là không tin tưởng, chỉ tin tưởng 50% thôi. Cho dù người đó có lên tiếng ủng hộ cho Tony Phạm, Tony Phạm cũng không có tin nha cô chú anh chị, không có tin. Nên á, ở Việt Nam nhận tiền từ nguồn tiền ở nước ngoài cho cô chú anh chị, cho các kênh YouTube, cô chú anh chị các kênh YouTube, hỏi thật á, có bao giờ các bạn thấy mặt người ta không, đúng không? Không. Phải tham đi một lần đi, phải tham đi thử coi, thử phải tham coi, gọi thử phải tham coi. Hay là người ta cho tiền cô chú chị, người ta cũng chỉ lấy một cái địa chỉ khác, hoặc là người ta gửi qua là union á, khuyên dịch union á, là chi, là biết cái mã số đó rồi ra nhận tiền thôi, chứ người ta không cho cô chú chị cái địa chỉ nhà của người ta. Không phải giống như tôi Phạm, tôi gửi tiền về cho các kênh YouTube rất là nhiều người biết địa chỉ, tôi lấy địa chỉ nhà tôi luôn để cho. Nhưng mà hỏi cô chú, tôi hỏi thật đấy, các kênh YouTube ở Việt Nam đó, các bạn nhận tiền bằng cách nào? Có phải là qua khuyên nhiều lần không? Có phải và các bạn đi ra ngoài nhà băng, các bạn người ta cho các bạn cái mã số ha, rồi các bạn chỉ đánh mã số rồi các bạn rút tiền đúng không? Hay là các bạn nhận tiền từ cái địa chỉ có không? Tôi hỏi thật đấy, đúng không? Nên Tôn Phạm cái gì cũng vậy, khi mà Tôn Phạm nói vào cái vấn đề tiền bạc thì bị là sao bạn, người ta tập trung lại, người ta bịt cái miệng của Tony Phạm lại, vì Tony Phạm nói ghê quá, nói thẳng nói thật quá, sợ thằng này nó nói ghê quá, bằng cách truyền thông toa rập lại lên tiếng đồng loạt để đi đánh phá, để đi bịt miệng cô chú anh chị. Thấy là Thanh Trần, Tony Phạm về Việt Nam, thậm chí là một anh phóng viên đó cũng lên coi như là toa rập lại để lên tiếng là dập Tony Phạm chỉ vì ghét Tony Phạm, không cùng hội cùng thuyền. Tôi chỉ yêu cầu rằng anh làm YouTube, anh đưa cái mặt mình ra một lần duy nhất để tôi biết mặt anh là ai, để xác nhận cái độ uy tín của anh. Chứ không phải là anh giấu mặt giống như cái cô này, giấu mặt 2-3 năm trời không có thấy mặt, rồi đi là sao hả cô chú anh chị? Hả? Đi lừa người ta à? Mình nói có uy tín, phải đưa một lần duy nhất ra, nhưng mà vì không dám đưa, nên nó là ghét tôi nữa Phạm. Nhưng mà người ta đập lại để đánh phá, để dập. Cô chú anh chị thấy rõ ràng tôi đi phạm về Việt Nam tôi cũng đã nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có ai tin không? Tại vì sao? Không có ít chia sẻ quá. Tại vì tôi đi phạm chỉ có một thân một mình, là tranh công ty trách nhiệm một mình tớ, tôi không có bè phái, tôi không có ai cũng vậy á. Tôi thấy chướng tai gai mắt, tôi thấy cái điều sai là tôi nên tôi nói. Ngay cả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tôi cũng nói, đúng không? Tôi không chừa một ai đấy. Bởi Tôn Phạm là sao, bị rất là nhiều khán giả của các kênh YouTube, cô chú anh chị hiểu sai bản chất, mà cái bản chất sự thật là Tôn Phạm muốn chia sẻ cho mọi người đừng mất tiền oan thôi, đừng mất bị người ta lừa. Và hiện tại bây giờ cô chú anh chị là người ta giả danh luật sư, giả danh nhà báo, bị tước bằng vẫn cứ lên để chi, lấy cái uy tín. Tôi là luật sư mà, tôi biết ăn nói mà,
đúng không? Tôi chia sẻ luật pháp đúng mà, nhưng mà thực chất ra đi lòng vào lòng vòng, giống ông Nguyễn Hồng Sơn đó, bị tước bằng, bị vạch mặt ra nhờ các kênh YouTube bia lên, rồi chi ở cô chú anh chị dẫn dắt cô chú anh chị, một số người lớn tuổi không hiểu câu chuyện nên nó bị sao dẫn dắt. Mà cộng thêm cái sự mà cho tiền của một số mạnh thường quân, tôi không biết mục đích của người ta là gì, nhưng cô chú anh chị nên hiểu rằng cái sự việc Thiền Am nó kéo dài 4 năm rồi, người ta biết thừa cái sự việc đó là như vậy. Cô chú anh chị ở Việt Nam nói báo chí á, thì nhiều khi nói quá cũng có đúng có sai, nhưng mà hầu như là 60 tới 70% là báo nói đúng, cơ quan chức năng ngôn luận mà. Mà cô chú anh chị không tin thì tin ai? Tin những người nước ngoài, đúng không? Nhưng mà tại sao cô chú anh chị thấy vậy vẫn cứ nhận tiền? Những người ở nước ngoài người ta cho tiền cô chú anh chị đó, cô chú anh chị biết người đó là ai không? À, cô chú anh chị biết không? Không, không biết, không biết hết. Cho lấy à? Thời buổi kinh tế mà, gần Tết đến nơi rồi, kinh tế khó khăn, cho tiền lấy thôi, cho tiền chửi mướn. Lấy một cái đơn giản là chị Diệp Đậu thôi, không nói nhiều, gần cả 100 triệu để đi kiện bà Hằng, để lên chửi người này chửi người kia. Rồi Tết Đinh Lan cũng nhận tiền của người này, nhận tiền của người kia để đi thưa kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy là mục đích của người ta là gì hả cô chú anh chị? Người ta đâu có vì cái tâm, cái tầm, mà người ta chỉ là mục đích là người ta nhận tiền thôi, có tiền là ok, không cần biết gì hết, không cần biết các cái nguồn tiền đó là nguồn tiền gì, không biết người đó là cho mình là ai. Ví dụ Tony Phạm, tôi cho cô chú anh chị này, tôi là tên Tony Phạm, gửi cho là anh A, anh B, C đó, số tiền như vậy đó, thì tôi nói khác. Có những người mà cho tiền cô chú anh chị, chỉ có Nguyễn Tiến Dũng là đại diện cái tiền mà các kênh YouTube, tiền Hồng Sơn, Thanh Trần nhận tiền từ Tiến Dũng đó, là tiền ở đâu? Là tiền từ Tiến Dũng ra, mà không phải tiền của Tiến Dũng. Tiến Dũng chỉ là đại diện gửi. Còn hầu như là người ta tiền là đưa cho Tiến Dũng để gửi về cho coi như là các kênh YouTube đi thưa kiện công an 210 cây vàng. Rồi ở Việt Nam mặc kệ pháp luật, không có cần, cứ lên coi như là đưa hình ảnh của các cháu bé lên trên mạng xã hội để mục đích là đánh vào cái lòng thương của những người nước ngoài. Mà những người ở nước ngoài đó nha cô chú anh chị, người ta lại rất thương là các bé, người già và phụ nữ. Người nước ngoài người ta rất là thương cô chú anh chị ạ, nhất là những người lớn tuổi. Và khi các kênh YouTube đó đưa những hình ảnh lên, rồi các kênh YouTube á là râu ria đó cùng nhau ủng hộ Thanh Trần, ủng hộ Hồng Sơn, luật sư giả danh, thế là sao bạn? Coi như là truyền thông mà cô chú anh chị. Rồi cộng thêm một số là nhà báo bẩn nữa, toa rập lại sự thật, không dám nói sự thật mà chỉ đi nói dòng do tam quốc không à, chê bai người này chê bai người kia, nhưng cái sự thật không bao giờ dám nói. Kinh không cô chú anh chị? Đó, đây là cái sự mà tiếp tay của các kênh YouTube đưa ông Hồng Sơn lên, một luật sư bị tước bằng, để lên để chi? Để dẫn dắt, làm cho những người ở nước ngoài người ta không hiểu, rồi người ta cứ ủng hộ, cứ là thế, ôi dồi, nó là luật sư mà là sao, ủng hộ đi. Tại vì sao? Người ta biết luật, người ta chia sẻ đúng, chứ ai đâu mà nghe coi như là người bán vé số, người đi cạo mũ, người lắc chảo, nó chết là chết chỗ đó. Cứ thấy là có kiến thức, có học là bu coi như là bu vào thôi, là bạn nhà là nhà báo, phóng viên khoái quá vào thôi, nhưng thực chất ra người ta chỉ nói là bề ngoài thôi, chứ người ta không có nói về sự thật. Sự thật đó là cái gì? Sự thật đó là cái gì? Cái cốt lõi nhất vấn đề của Thiền Am là cái gì?
các cháu bé này nó như thế nào? Nó là con cháu hoặc là mồ côi không? Xác định một điều thôi. Và những chuyện mà trên mạng xã hội em Minh Tú chửi bới lẫn nhau, chỉ cần một lời duy nhất của người Thiền Nam nói một lời duy nhất thôi, tại sao không nói lên tiếng một lần thôi? Các anh các chị, các kênh YouTube, đừng làm phiền gia đình tôi là xong, đừng có lên tiếng là xong, vậy thôi, chỉ một lần duy nhất, tại sao người ta không lên tiếng? Nhiều đó là có chui, anh chị cũng hiểu rồi đúng không? Cần gì phải các kênh YouTube lên chửi lộn? Hiện tại bây giờ cô chú anh chị thấy chưa, các kênh YouTube lên chửi lộn chửi lại tùm lum tá lả hết trơn. Mục đích là gì hả cô chú anh chị? Đụng vào cái nồi cơm điện, mất cái nguồn thu, mất cái nguồn lợi thu, thế là sao bạn? Cũng giống như là ăn chia không đều, mất cái nguồn thu, cắt cái nguồn tài chính một phát một, thế là sao bạn? Lên chửi nhau. Cô chú anh chị thấy chưa, sự việc Thanh Trần lên á, là tấn công Tôn Đức Phạm, bôi xấu, vu khống, sự coi giờ có sự tiếp tay của một phóng viên báo Thanh Niên nữa, nói là Tôn Đức Phạm nhận tiền của người nước ngoài lừa đảo để về là giúp cho bà Hằng. Nhưng thực chất là có không cô chú chị? Tôi đã nói rất hơn 3-4 tháng nay rồi, ai cho tiền Tôn Đức Phạm lên tiếng dùng cái đi, có ai không? Không có ai hết trơn, mà người ta vẫn cứ đặt ra một câu hỏi như vậy, thế là sao hả cô chú chị? Đây là sự sao bạn? Là sự vu khống. Nhưng mà Tôn Đức Phạm nói rồi nha, là sao? Nhân quả, không cần phải thanh minh nhiều đúng không? Rất là nhiều các kênh YouTube lên, nào là về Việt Nam gọi điện cho Thanh Trần, đi khách sạn bị là Thanh Trần là báo Bộ Công an. Bộ Công an bộ rảnh lắm mà sao mà đi lo ba cái chuyện mà đi khách sạn để mà đi là Tôn Đức Phạm chạy về Mỹ, tào lao, rất là tào lao luôn. Nhưng tại sao cô chú anh chị là tin? Vì sao? Một lý do rất là đơn giản thôi, tại vì đơn giản là Tôn Đức Phạm quay xe, ghét Tôn Đức Phạm, thế là sao bạn? Kệ, cứ vu khống nhục mạ đi, cứ chửi nó đi là ok, là vô ủng hộ thôi, là like thôi, là ủng hộ thôi, vậy thôi, đơn giản thôi. Tại vì ghét Tôn Đức Phạm, tại vì Tôn Đức Phạm nói thẳng, nói thật và quay xe, nói thẳng một câu là như vậy đi. Nhưng mà tôi quay xe có ích cho cộng đồng hay không? Không lẽ bây giờ tôi thấy cái việc đó sai, tôi vẫn cứ toa đập cho tôi để ta bảo tôi bao che à? No, Tôn Đức Phạm không có như vậy. Một khi mình thấy cái đó sai, ngừng, chỉ trích liền, lên xin lỗi hoặc là bóc phốt liền. Tôi không phải giống như một số người chính kiến, tôi không có chính kiến cái vấn đề đó. Mình chính kiến là mình ủng hộ sự thật, ủng hộ lẽ phải, chứ không phải mình chính kiến. Mình thấy sự việc nó sai, đi lừa mọi người, lừa đảo cộng đồng, là mình ủng hộ, là chính kiến à? No, tôi thà tôi quay xe tôi bị chửi như vậy, nhưng mà tôi bóc phốt ra, đừng để bị lừa nữa. Quay xe vậy có tốt hay không mà cô chú anh chị? Hả? Quay xe vậy có tốt không? Không lẽ bây giờ mình thấy người đó sai, cái sự vực thẳm đó, cứ chạy thẳng xuống đó để đâm vô vực xuống vực thẳm này mà chết à? Phải dừng lại, kiểm điểm bản thân mình và phải chia sẻ cho mọi người rằng đó, cái này tôi sai rồi nè, nghe, tôi quay ngược lực lại nè, tôi bóc phốt những người đó, đó là chính kiến con khỉ khô, toàn là lợi dụng không à, vì fan, vì tiền của Mạnh Thường Quân cho, có dám quay ngược lại giống như Tôn Đức Phạm không? Tôi nói có dám không? Dám quay lại không? Hủy kênh liền. Nhưng mà đối với Tôn Đức Phạm kinh qua nhiều lần rồi, cái việc hủy kênh nó bình thường như cân đường hộp sữa, không có người này thì có người kia. Mà cái quan điểm của Tôn Đức Phạm là thích cô chú anh chị hiểu câu chuyện thôi, chứ không phải hôm nay hủy thằng này xong rồi á là ngày mai đăng ký thằng kia. Nồ, Tôn Đức Phạm không có kiểu đó. Tôn Đức Phạm chỉ thích cô chú anh chị khán giả hiểu được bản chất sự thật đó, chứ không phải là hôm nay mày nói hay quá đăng ký cho mày, ngày mai á mày nói dở quá mày không nói đúng với tao hủy kênh mày. No, Tôn Đức Phạm không thích những khán giả như vậy. Phải biết được bản chất sự thật đó, phải biết lẽ phải, và cái quan trọng nhất đó là tôn trọng pháp luật và tôn trọng sự thật. Tôn Đức Phạm chỉ thích những khán giả như vậy thôi. Ở đây cô chú anh chị thấy là Hồng Sơn, ha, Thanh Trần
nên dẫn dắt mọi người mang cái mác luật sư ra. Và hiện tại cô chú anh chị bây giờ sao hả? Ông Hồng Sơn đó còn đề là luật sư ẩn danh nữa không? Hay là bây giờ là luật sư TT? Cô chú anh chị lên kênh của Thanh Trần đi, thử coi coi còn phải phải là đề luật sư ẩn danh không? Tôi nói sớm muộn gì ông Hồng Sơn này cũng có chuyện nha, không còn từ từ nó sẽ không còn trên kênh nào nữa. Cô chú anh chị cứ tin tôi đi. Tôi còn đó, cô chú còn đó, nhân quả không chiều một ai nha, không có hiểu một ai đâu. Để cho cô chú anh chị thấy được rằng cái sự mà người ta lợi dụng không gian mạng để đi người ta đi lừa lừa cô chú anh chị rất là nhiều. Tôn Đức Phạm chỉ là tiếc, tiếc là sao hả cô chú anh chị? Tiếc rằng á là ở Việt Nam còn rất rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cơ cực, những đứa trẻ mồ côi thật sự, nó không có là cha mẹ, nó cần những cái miếng cơm manh áo, gần Tết đến nơi rồi. Những nơi đó là cần sự giúp đỡ của mạnh thường quân đó, là Tôn Đức Phạm muốn nói là nói điều đó đó. Mà cô chú anh chị không hiểu. Mà đúng rồi, sao không hiểu đúng rồi chứ sao nữa? Hiểu làm gì? Thần tượng của mình mà. Đúng không? Làm sao mà bây giờ bị suy sụp một phát một, làm sao mà chịu nổi? Không chịu nổi cái cú sốc mà khi thần tượng mình sụp đổ. Rất là sốc. Đúng không? Nhưng mà sốc cũng phải chịu thôi. Sự thật nó vẫn là sự thật. Tôn Phạm chỉ muốn nói để cho cô chú anh chị trong và ngoài nước hiểu được cái bản chất đó thôi. Tiền không phải tiền của Tôn Phạm, nhưng mà ít nhiều á, Tôn Phạm cũng cảnh báo rất là nhiều rồi. Đừng để bị lừa. Thời buổi bây giờ đó là kinh tế khó khăn. Và Việt Nam cũng còn rất rất là nhiều những mảnh đời cần cô chú anh chị giang tay giúp đỡ. Cái chỗ mà cần là giúp đỡ đó, cô chú anh chị nên giúp đỡ. Còn cái chỗ mà nó không giúp đỡ thì giúp đỡ làm gì? Những cái chuyện mà đi ra ngoài Hà Nội để kêu oan cho người này, kêu oan cho người kia, có làm được gì đâu. Đúng không? Đâu có làm được cái gì đâu. Nhưng mà người ta vẫn làm. Vì mục đích gì? Hả cô chú anh chị? Dễ dàng quá mà. Đâu tiền phải tiền của ta đâu. Cứ gửi tiền về đi. Đúng không? Rồi là ta đi ra ngoài Hà Nội cho. Nhưng mà có làm được cái gì đâu. Nhưng mà nói cho cùng, một câu cuối cùng luôn, làm cái gì thì làm đều có sự ủy quyền của là người thì nam, anh Tiến Dũng, chị Ta Nha đi nơi này nơi kia để kêu gọi cũng đều có sự ủy quyền của người thiền nam. Còn nếu như thiền nam người ta không thích, đúng không, chỉ cần một tiếng nói thôi, cô Ta Nha, anh Chí Dũng, Thanh Trần, Hồng Sơn, tôi không muốn mấy người nói tới thiền nam nữa, hình ảnh của các bé gỡ xuống giùm tôi, như vậy thôi là cũng đủ rồi. Nhưng mà tất cả đều do nguyên nhân từ gia đình của ông Lê Tùng Vân hết. Một lời lên tiếng tại sao không nói, nên người ta cứ vẫn cứ làm thôi. Anh Dũng, chị Ta Nha đi tiếp khách kêu gọi gỗ quý của Phân My đó, đúng không? Nếu như mà nó mất uy tín, coi như là lợi dụng hình ảnh của mình lên tiếng một lần thôi, đúng không, thì người ta bố ai dám làm. Nhưng mà tại vì sao, có sự ủy quyền nên các kênh YouTube mà cứ nói rằng là thương Thiền Am, đòi lại công lý cho Thiền Am, đòi lại tiền cho Thiền Am, đừng có lên tiếng đòi Tiến Dũng Ta Nha nữa. Và hãy nói với người Thiền Nam đó, hỏi người Thiền Nam đó là được rồi. Còn người ta đi làm là đều có sự ủy quyền hết. Không lẽ bây giờ tự nhiên tôi đi vắt công không? Không có sự ủy quyền tôi, người ta nói một phát một nên là quê cái mặt nữa. Nên anh Dũng á và chị Ta Nha đó đi nơi này nơi kia đó ha, mặc kệ, tại vì đúng ra đó Thiền Nam đâu có mất tiền đâu, tiền đâu phải bỏ tiền túi ra đâu, kệ nó, hy vọng mà mong manh cũng vẫn cứ làm, mình không phải mất tiền, tiền của Mạnh Thường Quân bỏ ra mà, tiền gia đình của ông Lê Tùng Vân đâu bỏ tiền ra đâu, đúng không? Chứ còn nếu như gia đình của ông Lê Tùng Vân mà bỏ tiền ra để cho Tiến Dũng Ta Nha đi tiếp khách đi Thụy Sĩ sức mấy, người ta lên tiếng rồi, nhưng tiền đó tiền chùa, nói thẳng vào một câu là tiền chùa, tiền của Mạnh Thường Quân đó, ai ngu ráng chịu. Thế Nam cũng mặc kệ, mà phải có sự đồng ý của Thiền Nam, nhà gia đình của ông Lê Tùng Vân thì ông Dũng, chị Ta Nha mới làm. Rồi Thanh Trần, Hồng Sơn mới đi ra ngoài Hà Nội. Chứ không không có sự đồng ý làm sao dám làm mà cô chú anh chị. Đúng không? Nên cái vấn đề của Thanh Trần, Hồng Sơn
trước sau gì cô chú anh chị cũng thấy được bản chất và bộ mặt thật của hai người này. Và Tony Phạm đã nói một câu rồi, chính Thanh Trần Hồng Sơn là hai người đang hại Thiền Nam. Chỉ một câu như vậy thôi. Không tin thì cô chú anh chị cứ để từ từ đi. Chính Thanh Trần Hồng Sơn sẽ đưa Thiền Am ra ánh sáng. Không tin cô chú anh chị cứ sắp tới đi, coi đi, thử coi có đúng không. Tôi và bạn chỉ nói như vậy thôi. Thử coi coi. Ở đây là có sự tiếp tay của truyền thông nữa đó. Tiếp tay coi coi như là một số nhà báo bẩn đó, nhà báo giấu mặt đó. Nha. Vì coi như là sự nghiệp chính trị, vì fan, vì sợ mất view, mất like, mất khán giả, không dám nói sự thật. Tôn Phạm, no, Tôn Phạm bị nhiều rồi, không sao, bình thường lắm, bình thường như cái đường hộp sữa. Nha cô chú anh chị, đó là lời hôm nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Hãy cảnh giác, cảnh báo, để cho cô chú anh chị đừng mất tiền. Người ta sẽ giả Facebook ha. Và một lần cuối cùng nhắc cho cô chú anh chị này, những cánh mày râu đó hãy cẩn thận nha. Khi kết bạn với người nào phê tham, thứ hai là sao bạn phê tham là chắc cú đi, phê tham là chắc cú đi ha, gọi phê tham chắc cú là biết được người đó là ai. Nhưng mà cái anh chàng này, trở lại vấn đề của cái anh chàng này bị lừa gần 1 tỷ đó, 1 tỷ đồng 2 năm trời không biết mặt, sao ngu dữ trời, ngu quá ngu, bị mất tiền mà bây giờ bị chỉ ngu nữa. Đúng rồi, anh Sơn Trần có ngu không anh Trần? Có, anh thấy cảm thấy có ngu không? Đúng không? 2 năm trời gọi điện chuyển tiền mà chưa một lần thấy mặt, thấy là buồn cười rồi, chưa thấy ngoài ngoài đời. Nhưng mà ít nhiều chúng ta có phone mà, anh phải tham chút xíu đi. Tại sao phải tham để mất tiền oan một cách như vậy đó? Giờ lên kia toán lên là tôi mất 1 tỷ đồng, bị một người là có 3 con lừa, mà bây giờ đăng lên bị người ta chửi cho đó. Ngu vừa vừa thôi nha, đúng không? Đó thôi, đó là cho cô chú chị nha, cảnh giác. Thích từ lừa đừng có thích từ lừa nha, chưa thích một chỗ thôi đừng thích từ lừa, mất tiền oan đấy. Tôn Phạm nồ nha, xác nhận đúng không? Gọi Tôn Phạm hai rồi, gọi điện luôn, em đang bận, em đang coi như là mắc cái là nấu ăn trên nó là tàu thích thắc rồi cái gì gì đó nằm trong quân đội nữa kia, là tôi là xảo vừa thôi, không tin. Đó là cảnh báo nha, vẫn có bị lừa sẽ đau chứ có chú anh chị, đúng không? Quá ngu luôn đó, đúng không? Thích được lừa đừng, cảnh báo nhá nha. Rồi đó là cái chia sẻ hôm nay để cảnh báo cho mọi người đừng để mất tiền oan nha cả nhà. Đó, mục đích của tôi nói phạm chỉ vậy thôi, đừng mất tiền oan thôi nha cô chú chị. Rồi chào Huyến, bye bye Huyến, Hiếu Phan Thanh nha, chào anh Sơn Trần thích từ lừa nè, rồi cháu Thủy Tiên nha, đừng bị lừa nha, đừng có bị lừa đó coi chừng nha. Chào chị Thuyết Phạm nha, chào anh Sơn Trần hai nick luôn nè, rồi Thanh Bình chào bà Hằng Nguyễn nha, chào Lễ Loan, rồi anh Sơn Trần nữa nè, thích từ lừa đủ rồi, chào em Bảo Thoa nha, rồi chị Thị Phương Lê, rồi anh Mừng Phạm nha, rồi Tâm Thanh, chị Phan Anh nha, rồi xin anh Hoàng Long Gia nhá, rồi chào anh Jeren Phạm nè, chào bà Hạnh Thức Trinh nha, rồi còn ai nữa không, rồi xin tổng chào cả nhà mình nhá. Thôi thì cũng like cũng dài rồi, mình cũng cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nhá. Rồi xin tổng chào cả nhà mình, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin tạm biệt, bye bye.